Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với chương trình Dạy và học môn tin học cấp trung học cơ sở, với mục tiêu cùng học cùng tiến bộ. Nội dung trong video lần này liên quan đến quyển sách tin học lớp 7 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Xin mời các em theo dõi. Thầy xin chào các em. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần 1 và cái phần 2 ở trong cái bài 3 là quản lý dữ liệu trong máy tính. Riêng cái bài 3 này thì có một cái phần số 3 là cái phần thực hành quản lý dữ liệu trong máy tính. Để giúp cho các em học tốt cái phần số 3 thực hành quản lý dữ liệu trong máy tính. Ngày hôm nay thầy làm cái video này chia sẻ cái hướng dẫn để giúp cho các em làm tốt cái nhiệm vụ được giao trong cái phần thực hành này. Thì nhiệm vụ ở trong cái phần thực hành này là chúng ta là có 3 cái nhiệm vụ. Khi mà mình nhìn qua cái hình làm 3.3 trong sách giáo khoa thì mình thấy là cái hình này là sơ đồ cây thư mục. Trong đây có những cái đường dẫn, ví dụ như là các em nhìn trên màn hình nè, ngay chân con chỏ chuột thì thấy là ở đây là ổ đĩa C. Rồi tiếp theo nữa là hai cái thư mục được tạo trong ổ đĩa C là cái thư mục là du lịch và thư mục học tập. Tiếp theo nữa là cái thư mục du lịch thì sẽ chứa là hai cái thư mục là cái thư mục là gia đình và điểm đến. Còn cái thư mục điểm đến này là sẽ chứa ba cái thư mục là thư mục bình minh, thư mục ban ngày, thư mục hoàng hôn và hai cái tập tin là pháo hoa 1 và pháo hoa 2. Mình sẽ đọc cái nhiệm vụ ở trong sách giáo khoa giao cho mình. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên á là mình tạo cái thư mục đổi tên thư mục hoàng hôn thành chiều tối. Rồi sau đó là di chuyển các tệp và thư mục con của thư mục bình minh sang thư mục ban ngày. Rồi xóa thư mục bình minh. Để làm tốt ba cái nhiệm vụ trên đó, thì chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn trong sách giáo khoa. Hướng dẫn này có nêu là chúng ta sẽ tạo thư mục trên màn hình Windows. Vậy thì ở trên màn hình Windows đó chúng ta có là Windows 10 hoặc là Windows 7. Thì cái ứng dụng là quản lý tập tin thư mục có tên là Windows Explorer. Các em đọc kỹ cái phần 1 là tạo thư mục là như thế nào, rồi di chuyển hoặc là sao chép hoặc là đổi tên hoặc là xóa tiệp và thư mục như thế nào thì trong sách giáo khoa đã nêu rất là rõ. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em tạo một cái thư mục ở ngoài cái màn hình desktop, cũng như là trình quản lý tiệp tin trong hệ điều hành Windows. Mời các em theo dõi. Để tạo một cái thư mục thì đầu tiên chúng ta phải xác định làm màn hình desktop của hệ điều hành Windows nằm ở đâu. Như vậy thì các em nhìn trong video á, hiện tại bây giờ đây là màn hình nền của Windows. Vậy thì trên màn hình nền này được gọi là màn hình desktop. Trên đây có nhiều là biểu tượng và ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên máy của mình. Vậy thì để tạo được một cái thư mục, đầu tiên các em lít chuột phải, sau đó chúng ta chọn chữ new. Tiếp theo là mình sẽ đưa chỏ chuột đến chữ folder. Sau khi tạo thư mục xong, nhiệm vụ của chúng ta sẽ đặt tên cho thư mục này. Bây giờ mình sẽ quan sát lại cái hình 3.3. Ổ đĩa C là ổ đĩa mặc định, ổ đĩa của hệ thống. Thì chúng ta sẽ qua cái phần này. Bây giờ mình sẽ nói đến là cái thư mục du lịch và thư mục học tập. Thì trên cái màn hình desktop chúng ta phải tạo ra hai cái thư mục với cái tên là du lịch và học tập. Để đặt tên cho một cái thư mục nào đó thì chúng ta lít chuột phải vào cái thư mục đó. Sau đó là chúng ta chọn rename.
Rồi các em sẽ xóa cái tên cũ của thư mục. Tiếp tục là chúng ta sẽ đặt cái tên là du lịch, giống trong sách giáo khoa. Sau khi gõ tên thư mục xong, chúng ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo nữa là tạo một cái thư mục nữa. Lít chuột phải, chọn New, chọn Folder. Chúng ta xóa cái tên của thư mục mới tạo. Sau đó đặt tên là học tập. Sau khi tạo hai cái thư mục là du lịch và học tập xong, thì chúng ta sẽ quan sát lại cái hình 3.3. Thư mục học tập sẽ không chứa thư mục nào. Chúng ta quan sát lên cái phần thư mục du lịch, thì trong thư mục này chứa hai thư mục gia đình và điểm đến. Thì tiếp tục chúng ta sẽ mở cái thư mục du lịch này. Mở ra như thế nào thì các em quan sát. Có nhiều cách để mở. Cách thứ nhất có thể là chọn vô cái thư mục này, sau đó là nhấn phím Enter trên bàn phím. Cách thứ hai là các em nháy đúp chuột trái 2 lần để chúng ta mở cái thư mục này lên. Trong đây là thư mục trống, chưa có gì, thì chúng ta sẽ tạo tiếp hai cái thư mục gia đình và điểm đến. Cũng như thao tác ban đầu hồi nãy là thầy đã hướng dẫn rồi, thì chúng ta là lít chuột phải, chọn New, rồi chọn Folder. Sau đó chúng ta đặt tên, đây là thư mục gia đình. Rồi sau đó là nhấn phím Enter. Tiếp tục lít chuột phải, chọn New, chọn Folder. Ta xóa cái tên của thư mục này đi. Tiếp tục nhập tên là điểm đến. Rồi nhấn phím Enter. Trở lại cái hình 3.3. Thì mình thấy là cái thư mục gia đình thì không chứa cái thư mục nào, thì mình sẽ bỏ qua. Cái thư mục là điểm đến mình sẽ thực hiện tiếp theo. Tại vì trong điểm đến này có 3 thư mục là thư mục bình minh, thư mục ban ngày, thư mục hoàng hôn và hai cái tập tin pháo hoa 1 và pháo hoa 2. Bây giờ mình sẽ tạo 3 cái thư mục bình minh, ban ngày, hoàng hôn. Mình sẽ mở thư mục điểm đến ra bằng cách là nháy đúp chuột trái 2 lần. Sau đó chúng ta vẫn thao tác tương tự, nháy chuột phải, sau đó chọn New, chọn Folder. Ta đặt thư mục này là bình minh. Sau khi gõ tên xong, nhấn Enter. Tiếp tục mình tạo một cái thư mục là ban ngày, nhấn Enter. Tiếp tục là một cái thư mục cuối cùng, hoàng hôn, nhấn Enter. Như vậy là cái thư mục điểm đến sẽ có 3 thư mục nhỏ bên trong, là thư mục là bình minh, ban ngày, hoàng hôn, giống trong sách giáo khoa. Để làm giống trong sách giáo khoa thì máy của thầy đã có là 2 tiệp tin ảnh pháo hoa 1 và pháo hoa 2. Trong quá trình các em làm tại trường hoặc là làm tại nhà, nếu mà chúng ta có ảnh thì chúng ta bỏ vô. Còn nếu mà chúng ta không có ảnh thì chúng ta sẽ thực hiện trên những cái thư mục đó thôi. Có thì chúng ta thực hiện, không có không làm cũng không sao ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay qua cái nhiệm vụ. Sau khi chúng ta đã tạo xong cái cây thư mục giống như là hình là 3.3 trong sách giáo khoa, thực hiện 3 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là đổi tên thư mục hoàng hôn thành chiều tối. Vậy thì mình phải xác định là thư mục hoàng hôn có trong thư mục nào. Vậy thì thư mục hoàng hôn sẽ có trong thư mục điểm đến. Chúng ta sẽ quay lại cái thư mục là điểm đến, và trong đây là chứa 3 thư mục lúc nãy chúng ta đã tạo. Thì ở đây là có thư mục hoàng hôn. Để mình đặt tên lại cho cái thư mục này thì đầu tiên các em phải nháy chuột phải vào cái thư mục hoàng hôn. Sau đó chúng ta sẽ chọn chữ ghi name. Sau đó chúng ta sẽ xóa cái tên hoàng hôn này đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt tên là chiều tối. Nhấn Enter. Như vậy thì cái yêu cầu đầu tiên trong sách giáo khoa là đổi thư mục hoàng hôn thành chiều tối đã xong.
Tiếp tục thì chúng ta làm cái yêu cầu thứ hai, di chuyển các tệp và thư mục con của thư mục Bình Minh. Tất nhiên là mình sẽ di chuyển cái thư mục Bình Minh và các tệp là pháo hoa 1, pháo hoa 2 vào thư mục ban ngày. Các em quan sát trên màn hình để chúng ta thực hiện cho đúng. Chúng ta sẽ chọn thư mục Bình Minh bằng cách là lít chuột trái một lần. Sau đó lít chuột phải, chọn chữ khuất để di chuyển cái thư mục này vào cái thư mục ban ngày. Rồi chúng ta sẽ mở cái thư mục ban ngày lên. Sau đó các em sẽ lít chuột phải, chúng ta chọn chữ bát. Như vậy thì cái thư mục Bình Minh sẽ được di chuyển đến cái thư mục ban ngày. Vậy thì mình sẽ quay trở lại tiếp tục cái thao tác đối với hai cái file hình ảnh là pháo hoa 1 và pháo hoa 2. Chúng ta cũng chọn lần lượt pháo hoa 1 bằng cách là nháy chuột trái, sau đó chúng ta là nháy chuột phải, chọn khuất, sau đó mở thư mục ban ngày lên. Chúng ta nháy chuột phải và chọn bát. Thì cái điệp tin pháo hoa 1 đã được di chuyển vào thư mục điểm đến. Các em sẽ bấm vào mũi tên quay lại. Thì tiếp tục đối với cái tệp pháo hoa 2 thì chúng ta cũng là lít chuột trái chọn pháo hoa 2. Rồi sau đó là lít chuột phải, chọn chữ khuất. Rồi tiếp theo thì chúng ta là cũng mở cái thư mục 3 ngày lên. Rồi sau đó thì chúng ta lít chuột phải, chọn bát. Như vậy thì thư mục Bình Minh và hai tiệp tin pháo hoa 1 và pháo hoa 2 được di chuyển đến cái thư mục ban ngày. Như vậy thì cái yêu cầu thứ hai trong cái phần thực hành đã được thực hiện xong. Thì nhắc lại, các em nào mà thực hiện đối với tiệp pháo hoa 1, pháo hoa 2 mà trên máy chúng ta có thì chúng ta làm, còn nếu không có thì chúng ta thực hiện di chuyển thư mục Bình Minh vào thư mục ban ngày là đủ rồi. Tiếp theo là cái yêu cầu thứ ba, xóa thư mục Bình Minh. Mình sẽ xác định thư mục Bình Minh nằm ở đâu. Thì hiện tại thư mục Bình Minh đang ở thư mục ban ngày. Thì chúng ta sẽ lít chuột phải vào thư mục Bình Minh. Sau đó các em sẽ chọn chữ delete. Hoặc cái cách thứ hai thì chúng ta có thể chọn chuột trái vào thư mục Bình Minh. Sau đó trên bàn phím các em sẽ nhấn phím delete. Thầy sẽ thực hiện cái cách thứ nhất, nhấn chuột phải vào thư mục Bình Minh. Sau đó thầy sẽ chọn chữ delete. Trong cái phần thực hành này thì không có hướng dẫn cho các em cái cách khôi phục lại cái tập tin hoặc là cái thư mục bị xóa trước đó. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm để khôi phục lại một cái tệp tin hoặc là một cái thư mục. Sau khi đã xóa thì chúng ta thực hiện thao tác sau. Tại màn hình desktop thì các em quan sát trên cái màn hình desktop là có nhiều cái ứng dụng. Thì các em sẽ chọn cái ứng dụng là Reset Cubin. Thì đây là cái ứng dụng có biểu tượng là thùng rác. Thì chúng ta sẽ mở lên bằng cách là nháy đúp chuột trái hai lần. Sau đó là mình sẽ quan sát những cái tập tin hoặc là thư mục chúng ta cần khôi phục. Chẳng hạn như là thư mục Bình Minh hồi nãy là chúng ta đã xóa ở cái nhiệm vụ thứ ba. Bây giờ mình sẽ khôi phục lại. Đầu tiên các em sẽ chọn chuột phải vào thư mục Bình Minh. Sau đó các em sẽ chọn cái chữ Restore. Thì tự động cái thư mục Bình Minh sẽ được phục hồi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái thư mục lúc nãy là thư mục Bình Minh, coi thử là có khôi phục lại được chưa. Thì đây, sau khi chúng ta đã thực hiện cái thao tác là khôi phục thì tự động cái thư mục Bình Minh sẽ được là trở về vị trí ban đầu. Các em thân mến, thì cái video hướng dẫn thực hành quản lý dữ liệu trong máy tính của thầy đến đây đã kết thúc. Thì hy vọng qua cái video này thì giúp ích cho các em tạo được một cái thư mục cũng như là đặt tên, xóa, di chuyển cái thư mục hoặc là tập tin trong máy tính của mình. Một lần nữa, cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những nội dung tiếp theo.